Dạ, em Hoa đây chị. Chị là Khuê ha, thì chị gọi cho em từ studio Thiên Đường á để thông báo là em đã trúng tuyển vào người mẫu bên chị rồi đó. Dạ. Vậy thì nếu được á, tụi chị hy vọng là em có thể làm mẫu chính cho tạp chí kỳ tới của công ty đó em. Alo. Hơi. Dạ, em còn nghe nè chị. Thiệt vậy sao chị? Vậy là em đậu rồi hả chị? Vậy là em được trở thành người mẫu rồi đúng không chị? Dạ, em cảm ơn chị. Em chào chị. Má ơi má, má ơi, con làm được rồi đó má. Má có thấy không? Con sắp trở thành người mẫu rồi. Má ơi, má có linh thiêng, má nhất định phải phù hộ cho con nha má. Chị chị có phải là cái người hôm bữa gọi điện thoại cho em không? Đúng rồi, chị là Khuê, thư ký studio bên mình đó. Nhìn chị xinh ghê á. Cảm ơn em nha. Mà cái váy hôm nay của em mặc dễ thương lắm á. Em mua nó ở đâu vậy? Dạ, cái này là mẹ em may cho em. Vậy mẹ em là thợ may hả? Dạ đúng rồi chị, nhưng mà mẹ em mất cách đây 3 năm vì bệnh ung thư rồi. Vậy hả? Bây giờ em sống một mình hả? Dạ, em đang sống một mình. Chị xin lỗi nha, vì đã nhắc em lại cái chuyện buồn đó. Dạ, có sao đâu chị. Dù sao chuyện cũng qua lâu rồi. Cho nên là bây giờ em khá hơn nhiều rồi chị. Ok, vậy bây giờ chị sẽ dẫn em lên studio để chụp hình nhé. Dạ. Ok, đi. Nam, đây là Hoa, mẫu mới của chúng ta hôm nay đó. Chào Hoa, anh là Nam. Người sẽ chụp cho em những bức hình đẹp nhất ngày hôm nay. Dạ, chào anh. Mong anh và mọi người giúp đỡ cho em. Tình hình là sếp sẽ đến trễ, vậy nên trong lúc chờ đợi thì chị em mình đi make up. Dạ chị. Rồi, đi. Dạ em đẹp ghê bé. Trước giờ có đi tắm trắng bao giờ chưa? Dạ, chưa chị. Nhưng mà tắm trắng là sao vậy chị? Mấy bạn người mẫu bây giờ ưa cái này lắm, đẹp lắm luôn á. Vậy cái gì hôm nào chị dẫn em đi tắm trắng không? Dạ, Ok, được. Tiếp tục tập kiểu nào Hoa ơi? Đúng rồi, cứ tiếp tục như vậy. Cười tươi lên chút nữa. Em còn cứng quá, thả lỏng một chút. Đúng rồi, cứ như thế. Sếp. Đây. Để anh đoán, đây là Hoa đúng không? Đúng rồi, đây là Hoa, mẫu mới của chúng ta. Anh đã xem qua CV của em, CV đó. Chào mừng đến với công ty chúng ta. Em chào anh, em là Hoa. Ok, bây giờ mọi người tiếp tục làm việc ha. Tiếp tục nha. Hoa nè, em có thể tạo một cái dáng nào đó mà nó khác biệt hơn một xíu được không? Dạ, tại lần đầu tiên chụp hình cho nên em cũng không biết phải làm sao nữa. Ok, bây giờ anh cần cái gì đó quyến rũ và gợi cảm. Sếp nói đúng nè, anh nghĩ là em nên
À, Hoa nè, hôm nay em làm tốt lắm. Em có thể ngồi nghỉ một xíu, tí nữa anh sẽ có chuyện muốn nói với em. Dạ, cảm ơn anh. Ừ, Nam nè, anh có chuyện công bằng, để ngồi đi ha. Dạ. Tên là Tài, bạn của anh Lâm. Nãy giờ anh ở trong đây xem em chụp, anh rất là thích khuôn mặt của em. Em có tố chất là trở thành một người mẫu rất là nổi tiếng. Vì vậy anh muốn em từ ngày mai về làm cho công ty của anh. Lương bổng em không cần phải lo, đó sẽ là cái số tiền mà cả một đời này em không bao giờ kiếm được. Vậy thì em nghĩ sao về việc này? Để em nghĩ đã. Em không có cần phải suy nghĩ cái gì nhiều hết á, thoải mái đi em. Sao mà phải sai cách vậy? Thoải mái, thư giãn tí. Anh bỏ cái tay anh ra đi em. Thoải mái đi đi em. Anh làm gì vậy? Thả lỏng người ra. Anh bỏ em ra đi.